Hello, xin chào bạn nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm tổ chức ca. Bây giờ mình đang có mặt ở trên một cả núi bạn ạ. Hôm nay mình phát hiện thấy rất nhiều chim sẻ cao, thì mình quyết định đi luôn ở đây. Thì thông thường chim sơn ca nó nằm ở những bụi cây như thế này. Ở mình gọi những cây này gọi là cây mẹ các bạn. Và đây các bạn này, đi từ chỗ này mình lại phát hiện thấy một tổ chim sơn ca. Đấy. Đây đúng chính xác là một tổ chim sơn ca các bạn. Thì tổ chim sơn ca này của bà con đấy, nhìn chim non thì mình nghĩ tổ này chỉ vừa mới nở được 2 đến 3 ngày đấy. Đấy, nó làm khá là đơn giản các bạn ạ. Tổ này chắc khoảng tầm 3 đến 4 ngày nữa là có thể bắt về nuôi được. Và đây là một trong những tổ sơn ca có thể nói là cuối cùng của mùa chim này. Thì những bạn không biết về chim sơn ca thì có thể nhìn ở trong lưỡi của nó các bạn. Đấy, trong lưỡi của nó có 3 dấu chấm đen. Đấy. Thì những ai không biết để phân biệt giữa chim sơn ca và giả ca thì có thể nhìn vào đặc điểm này. Đấy. Và mình chỉ cho các bạn thêm một đặc điểm nữa là tổ của chim sơn ca đấy, thông thường nó làm đơn giản và nông hơn đấy. Chim giả ca thì nó sẽ làm trùm hết toàn tổ như thế này đấy. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi luôn tổ chim. Đằng kia mình thấy một con chim sơn ca mẹ đang hót các bạn, nó bay lên trên trời hót. Bây giờ mình sẽ đi lại ở đó để luôn. Thông thường ở những chỗ mà chim mẹ hót thì sẽ có tổ. Ở đây các bạn ơi. Đấy. Ở đây mình phát hiện thấy một tổ chim sơn ca này. Tổ này chỉ được 3 trứng các bạn ạ. Đấy. Đấy. Nó làm rất đơn giản. Đấy. Đấy. Tổ 3 trứng này trứng nó cũng sắp nở các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục đi luôn.